trước khi mình làm thi công cái phần nội thất của mình thì mình phải chỉ điểm và duyệt vị trí của họ, họ đi ở vị trí nào để nó hợp lý, để sau này không ảnh hưởng đến cái không gian nội thất của mình. Xin chào quý vị và các bạn. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Hồng Nhung, là một thành viên của công ty cổ phần nội thất châu Âu Panama. Xin giới thiệu một chút, công ty nội thất Panama là một trong những công ty hàng đầu về thiết kế, thi công, lắp đặt, sản xuất các trang thiết bị nội thất cho những biệt thự, những lâu đài cổ và tân cổ. Hôm nay tôi xin trân trọng mời các bạn đi tham quan một lâu đài rất rộng lớn, sang trọng và rất đẹp. Và đặc biệt hơn nữa, đây là một sự kết hợp giữa công ty thiết kế AC và công ty nội thất châu Âu Panama. Xin mời quý vị cùng đi theo tôi. Xin mời. Rất vui được gặp chị Nhung tại tòa lâu đài này. Xin chào anh. Rất là vui khi hôm nay em muốn giới thiệu với tất cả các bạn về tòa lâu đài này mà lại được gặp anh ở đây. Anh có thể vui lòng chia sẻ với em và các bạn về chủ nhân của lâu đài này và ý tưởng làm sao để anh có thể thiết kế được một tòa lâu đài đẹp và sang trọng như vậy được không ạ? Cảm ơn chị Nhung, câu hỏi rất hay. Nhưng mà trước khi chia sẻ với chị Nhung và các bạn thì để đảm bảo an toàn lao động thì chúng ta nên đội mũ vào. Dạ vâng. Anh lấy giúp em cái mũ. Rồi, cảm ơn anh. Bây giờ là em đã an toàn đúng không ạ? Trước tiên thì mình muốn chia sẻ một về vị chủ đầu tư này một chút. Dạ. Vị chủ đầu tư này anh tên là Vĩ. Vâng. Anh là chủ một doanh nghiệp đúc gang xuất đi nước ngoài rất lớn ở Thủy Nguyên, Hải Phòng này. Mình gọi là doanh nhân cũng là đúng. Thì anh cũng khát khao xây một tòa lâu đài thật đẳng cấp, nó mang giá trị về thời gian. Thì anh cũng đã đi tìm rất là nhiều nơi và đã tìm đến được đến công ty. Sau khi đã tham quan nhà máy cho đến quy trình quản lý và tham quan rất nhiều dự án của công ty Panama, anh không một chút do dự đặt bút thiết kế, nhờ công ty thiết kế và lên ý tưởng cho. Dạ. Sau khi đã lên thiết kế xong ấy, thì anh hoàn toàn ưng ý. Vì anh chọn phong cách là phong cách nhiều gỗ quý tộc. Phong cách này là hầu như các lâu đài người ta cũng rất là hay thích. Tại vì gỗ là nó rất là ấm về mùa đông và mát về mùa hè. Thế nên khi Panama lên ý tưởng thì được sự đón nhận của anh và gia đình rất tốt. Và anh không một chút do dự khi chọn Panama là nhà thầu thi công tổng thể và giúp anh để quản lý giám sát tổng thể cả căn lâu đài này. Có nghĩa là công ty mình tổ chức thi công và giám sát toàn thể công lâu đài này đúng không anh? Đúng rồi. Như vậy anh có thể giới thiệu giúp em cái công năng sử dụng. Đây là phòng khách phải không anh? Đúng rồi, phòng khách. Như vậy có nghĩa là anh có thể cho em biết thêm về phòng khách, bởi vì với không gian rộng này chúng ta sẽ được thiết kế như thế nào với không gian rộng như thế này được không ạ? Vâng. Xin chia sẻ với chị Nhung. Thì tất cả chỗ chúng ta đứng đây là toàn thể là khi sảnh, bước vào sảnh là phòng khách. Phòng khách là gồm 6 ghế đơn. 6 ghế đơn ạ. Bàn uống nước ở vị trí trung tâm này. Trung tâm. Và ở kia là sẽ là một bức bình, vừa là bức bình phong vừa là một cái vách tivi để khi những người gia đình bước xuống cầu thang mà có khách ấy, thì chúng ta không nhìn trực diện được. Và nó là vừa một cái, nó rất tế nhị. Vâng. Và cũng rất đẹp. Vâng ạ. Anh Vĩ là người là vị khách
mà hay tiếp rất nhiều khách nước ngoài, đặc biệt khách Nhật Bản, Hàn Quốc. Thì văn hóa ẩm thực của họ cũng rất là cao. Mà hai nữa anh cũng rất là nhiều bạn, nên toàn bộ hai bên này đều là dãy bàn ăn hết. Tổng cộng là cả phòng là có 7 bàn ăn. 7 bàn ăn ạ? Gồm 3 bàn dài 2m9, còn 4 bàn tròn. Mỗi bàn tròn ngồi được 8 người. Và anh cũng là một người thích sưu tập rượu. Vâng. Thế nên tất cả các dãy ở hai bên tường đúng không ạ? Cả bên kia đều là các cái đợt, vừa là để trang trí, vừa là các cái đợt để rượu. Để rượu. Kiến trúc ở đây về nội thất ý, thì gọi là nội thất vị nhân sinh, là vì con người. Đây là cái sở thích và cái gu của anh chúng ta. Thế nên công ty, khi anh đã truyền cái tư tưởng cho công ty, thì công ty cũng đã nắm bắt được cái tư tưởng và lên thiết kế rất là hợp với ý tưởng của anh và gia đình. Dạ. Thì vậy có nghĩa rằng phòng khách là nơi chúng ta có thể sum họp tiếp khách hoặc là có thể giao lưu với bạn bè, phải không anh? Đúng rồi. Như vậy để một phòng khách rất là sang trang và đồ sộ như vậy, chúng ta sẽ phải có nhiều công đoạn thi công, phải không anh? Đúng rồi. Dạ. Ở đây các công đoạn khi phối kết hợp với nhau để thành một khối tổng thể như thế này có gặp khó khăn hay vướng mắc gì không anh? Anh có thể vui lòng chia sẻ được không ạ? Câu hỏi của chị Dung rất hay. Câu hỏi này thì hầu như các vị chủ đầu tư đều hỏi công ty. Tại vì có những người đã từng xây nhà rồi và có những người chưa từng xây nhà, họ muốn biết, hiểu rõ về cái đấy. Để mà thi công được một công trình này thì trước tiên ấy, cái đơn vị thiết kế ấy, phải là đơn vị thi công và đơn vị có thể là chấp nối được tất cả các nhà thầu. Đặc biệt là ví dụ như điều hòa, điện thông minh, hệ thống loa vùng, hệ thống âm thanh, ánh sáng, cho đến lọc nước tổng, bình nóng lạnh tổng. Đấy là những hệ thống mà nó âm. Trước khi mình làm thi công cái phần nội thất của mình thì mình phải chỉ điểm và duyệt vị trí của họ. Họ đi ở vị trí nào để nó hợp lý, để sau này không ảnh hưởng đến cái không gian nội thất của mình. Đây là cái mà không phải đơn vị nào cũng làm được. Panama cũng đã rất dày dặn kinh nghiệm và cũng đã thi công rất là nhiều tòa lâu đài khắp đất nước Việt Nam. Nên cũng trong cái vấn đề này Panama cũng làm rất tốt. Và anh và gia đình cũng như bạn bè cũng đã thấy được cái sự khó khăn, cộng với việc là cái sự chấp nối nó rất phức tạp như vậy, và đã quyết định là rất tin tưởng vào Panama để thực hiện tác phẩm này. Như vậy có nghĩa rằng Panama của chúng ta đã làm ra được một cái điều, đó là phối kết hợp tất cả những cái công tác thi công cũng như các hạng mục thi công để làm sao được có một cái sự thẩm đồng nhất và tạo nên một khối các cái sản phẩm thành công như này, phải không anh? Ví dụ muốn chỉ cho chị Nhung một chút, hệ thống điều hòa cũng vậy. Nếu mà hệ thống điều hòa mà đi giữa trần ấy, thì sẽ cấp giật trần này sẽ bị thấp xuống. Như vậy không gian của chúng ta sẽ bị giảm xuống đúng không ạ? Giảm xuống và tự nhiên là ảnh hưởng đến hết tất cả. Thì nếu mà khi giảm xuống cái vòm kia thì nó sẽ thấp hơn. Vâng ạ. Thì khi đi lên ấy, nó sẽ bị ngáng đầu. Vâng. Đặc biệt là cái cửa này. Đây, cửa này nếu mà thấp xuống nữa thì gần như là không có phào băng qua cửa này. Đấy. Như vậy là không gian của chúng ta nó sẽ bị thu hẹp lại và nó không thể hiện hết được những cái nghệ thuật chúng đúng đấy. Nghệ thuật là cái tinh hoa. Cái thứ hai nữa là nếu không những là hệ thống điều hòa ấy, mà ở đây còn rất nhiều các hệ thống ống nước ở trên trần này. Dạ. Đấy. Mà điện thông minh và rất nhiều những thứ khác nữa. Tại vì đây tòa lâu đài này là tòa lâu đài mà áp dụng những công nghệ tiên tiến nhất Việt Nam rồi. Dạ. Nhất Việt Nam, tự động hóa và rất nhiều những cái tiên tiến áp dụng vào ngôi tòa lâu đài này. Đây là một sự kết hợp rất hoàn hảo, phải không anh? Xin chúc mừng cái thành công này của Panama khi phối kết hợp tất cả những cái hạng mục thi công để tạo nên một sự hoàn hảo như vậy. Vâng. Em nhìn thấy chân nhà em thấy có một cái họa tiết thiết kế rất là công phu. Cho em hỏi một chút là khi thiết kế cái hạng mục này thì nó có mất nhiều công sức, thời gian hay có khó khăn gì không anh? Anh có thể vui lòng chia sẻ. Vậy. Vì em thấy đây là một cái hạng mục rất là thú vị và nó mang cho người ta rất là ấn tượng khi vào cái phòng khách này đấy ạ. Trước khi trả lời câu hỏi của chị Nhung ấy, thì để mà làm được không gian này tính tổng thể là tính đầu tiên. Dạ.
chúng ta phải chia tất cả các phào, hoa văn, họa tiết, hệ thống mâm như nào tỷ lệ nó hài hòa nhất cho lên máy căn chỉnh. Và với kinh nghiệm của một người kiến trúc sư lâu năm trong nghề thì chúng ta khi căn chỉnh được rồi thì chúng ta mới tính được là cái họa tiết hoa văn đưa vào là họa tiết nào để cho nó đồng bộ. Ở đây mình đã chuẩn bị một ít hoa văn họa tiết và đầu cột. Có thể mời chị Nhung sang bên này để mình có thể là xem những đường nét hoa văn của các cái mình đã chuẩn bị được. Dạ vâng. Này, xin mời chị. Giới thiệu chị Nhung, đây là cái đầu cột mà gắn thẳng vào tường. Vâng. Tất cả là Panama làm nguyên khối cái này. Bằng thủ công hết hả anh? Thủ công hết. Nguyên khối gỗ, nguyên một khối gỗ, không chắp ghép. Sắc đường nét rất là sắc nét. Đúng rồi. Để mà làm được một cái đầu nửa cột này thì đối với nguyên về thợ đục, chạm ấy, cũng phải mất khoảng một tuần rồi. Một tuần ạ? Đấy là chưa kể là khâu đánh dây giáp mà khâu làm lên nó. Để mà đánh dây giáp, tại vì để mà giáp đánh dây giáp lên và phun sơn lên cũng phải mất một tuần nữa. Một cái này đã mất là 2 tuần để mà làm lên nó mà hoàn thiện. 2 tuần lên một đầu cột này phải không anh? 2 tuần lên một đầu cột này. Còn với hoa văn ở bên này thì sao anh? Cũng vậy, một cái hoa văn này, đây là hoa văn ở trên trần. Chị Nhung thấy rất kênh bông đúng không? Vâng. Đường nét hoa lá tây rất đẹp đúng không? Rất nét. Rất sắc nét. Rất sắc nét. Chị Nhung sờ xem. Nó không có một chút tô nhát nào. Chị Nhung sờ vào đây, Đấy, đúng không ạ? Vâng. Rất là mát tay, rất mịn. Không có một chút thô ráp nào. Không, những đục xong. Đó là một điều rất là thú vị và tuyệt vời. Đục xong là những người thợ đục phải nạo gọt rất tỉ mỉ. Dạ. Và không những nạo gọt xong là phải qua khâu trà nhám rất kỹ thì mới được như này. Dạ. Đây là một thanh phào đấy. Đây. Đây. Để mà làm lên được cái... Thanh phào này được làm bằng tay hay cũng bằng máy hả anh? 100% là thủ công. Cũng lại bằng tay luôn hả anh? 100% thủ công. Ồ, như vậy là chúng ta làm hầu hết là bằng tay đúng không anh? Đấy. Những người công nhân rất là nổi tiếng và giỏi giang. Vâng. Tiện thể đây cũng mời chị Nhung lên tham quan các tầng của tòa lâu đài này.